Kính chào quý vị và các bạn. Sau rất nhiều đồn đoán, cuối cùng cựu nhân viên CIA đang bị Nhà Trắng truy nã Edward Snowden đã chính thức nộp đơn lên cơ quan di trú Liên bang Nga FMS để xin tị nạn tạm thời ở nước này. Theo một nguồn tin từ cơ quan di trú Liên bang Nga FMS, thì việc xem xét đơn tị nạn tạm thời của Edward Snowden sẽ phải mất 3 tháng. Cũng theo quy chế, người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp với mục đích lao động vào lãnh thổ Liên bang Nga thời hạn trên 90 ngày sẽ mặc nhiên được cấp quy chế tạm trú, thì hẳn nhiên cơ hội để trở thành một người tự do của Edward Snowden tại Nga là rất lớn. Như vậy, ai cũng hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà Nga lại cho phép một kẻ đang bị cường quốc hàng đầu thế giới truy nã lưu lại trên lãnh thổ của mình. Và động thái này chắc chắn sẽ một lần nữa đẩy mối quan hệ Nga-Mỹ vốn luôn trong tình trạng sớm nắng chiều mưa vào một giai đoạn căng thẳng mới. Người phát ngôn của cơ quan di trú Liên bang Nga FMS đã xác nhận với báo giới rằng họ đã tiếp nhận hồ sơ xin tị nạn của cựu nhân viên CIA Edward Snowden. Và hiển nhiên, theo quy chế di trú mới của nước này, Snowden mặc nhiên được cấp quy chế tạm trú. Đây là phản ứng mới nhất từ phía Nga đối với vụ tai tiếng tiết lộ thông tin tình báo mật của cựu nhân viên CIA Snowden. Vụ việc đã phủ bóng đen lên quan hệ giữa các nước lớn trên thế giới, trong đó có Mỹ, Nga, Trung Quốc, các nước Mỹ Latin. Trước đó, thành viên của Viện Xã hội Liên bang Nga, cơ quan cố vấn của chính phủ Nga, luật sư Kremlin Anatoly Kucherina cho biết Snowden đã trao cho các nhân viên của FMS tại sân bay Sheremetyevo ở thủ đô Moscow đơn xin tị nạn tạm thời tại Nga. Tôi đã nói với cậu ấy tất cả những sự phức tạp của quy trình xem xét. Một nhân viên của cơ quan di trú Liên bang Nga sẽ tới sân bay và tiếp nhận yêu cầu tị nạn tạm thời của Snowden, bởi cậu ấy không được phép rời khu quá cảnh của sân bay Sheremetyevo. Quá trình xem xét đơn xin tị nạn bước đầu sẽ mất không quá 5 ngày, trong khi các thủ tục còn lại có thể kéo dài 3 tháng. Trong trường hợp được chấp thuận, Snowden có thể ở lại Nga 12 tháng và có thể xin gia hạn thêm 1 năm nữa sau đó. Trong khi đó, nếu Snowden xin tị nạn chính trị, quá trình xem xét có thể mất tới 6 tháng. Trong khi cơ quan chức năng xem xét đơn xin tị nạn, Snowden có thể tiếp tục ở lại sân bay hoặc rời tới một trung tâm dành cho người tị nạn. Luật sư này cũng cho biết Snowden vẫn chưa quyết định liệu có rời đến một quốc gia thứ ba sau khi được chấp thuận tị nạn tạm thời tại Nga hay không. Được biết, đến nay Snowden đã nộp đơn xin tị nạn tại 21 nước, nhưng chỉ có 3 nước Mỹ Latin là Nicaragua, Bolivia và Venezuela đồng ý cấp quy chế tị nạn cho cựu nhân viên CIA này. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chỉ cấp quy chế tị nạn cho Snowden nếu ngừng phát tán các thông tin gây hại cho chính phủ Mỹ. Ngoài ra, ông cũng cáo buộc Washington gây áp lực khiến các quốc gia khác từ chối đơn xin tị nạn của Snowden, khiến nhân vật này bị mắc kẹt tại Nga. Mặc dù Điện Kremlin đã thông báo việc cấp đơn tị nạn tạm thời cho Edward Snowden không phải là vấn đề của Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì việc ông Putin cáo buộc Mỹ nhốt cựu điệp viên Edward Snowden ở Nga đã làm thổi bùng căng thẳng mới nhất giữa hai cựu thù chiến tranh lạnh này. Phản ứng trước việc Snowden xin tị nạn tại Nga, Nhà Trắng đã tuyên bố Snowden không phải là người bất đồng chính kiến và nên bị trục xuất trở về Mỹ để đối mặt với tòa án vì tội danh gián điệp. Lập trường của chúng tôi là Snowden phải bị trục xuất và trở về Mỹ, và anh ta không nên được phép tham gia thêm bất kỳ chuyến hành trình quốc tế nào trừ khi quay trở lại Mỹ. Anh ta không phải là một nhà hoạt động nhân quyền, cũng không phải là một người bất đồng chính kiến. Snowden bị buộc tội với 3 trọng tội liên quan tới việc tiết lộ thông tin mật. Đó là lý do vì sao anh ta phải trở lại Mỹ. Trong khi đó, Nga vẫn từ chối trục xuất Snowden trở về Mỹ theo lời kêu gọi của Washington, với lý do Snowden vẫn chưa vào nước Nga mà còn đang ở khu vực quá cảnh. Trước đó, ông Putin cũng tuyên bố rằng Nga sẽ không dẫn độ Snowden tới Mỹ, nơi anh ta có thể phải nhận án tử hình. Nhưng Điện Kremlin cũng cố gắng giữ khoảng cách với vụ án của Snowden vì đây là một vấn đề khá nhạy cảm. Hơn thế, đối với ông Putin, cựu nhân viên an ninh Mỹ này chỉ là một món quà không mong đợi mà Washington gửi cho Moscow. Edward Snowden đến với đất nước chúng tôi không hề được mời trước. Anh ta đang ở trên một chuyến bay quá cảnh để đến các nước khác, nhưng Mỹ đã đe dọa những quốc gia đó, nên không nước nào muốn cho anh ta tị nạn chính trị. Chính họ đã ngăn chặn anh ta trên lãnh thổ của chúng tôi. Ngoài ra, người phát ngôn của Tổng thống Putin cũng xác nhận rằng việc cơ quan di cư Liên bang Nga FMS tiếp nhận đơn tị nạn của Snowden không liên quan gì đến Tổng thống, bởi điều này nằm ngoài quyền kiểm soát của ông Putin. Không giống như đơn tị nạn chính trị, việc cấp đơn tị nạn tạm thời cho Snowden không cần sắc lệnh của ông Putin. Trái với những tuyên bố của ông chủ Điện Kremlin, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Mỹ cho rằng Nga rất quan tâm đến vụ này vì họ khai thác được nhiều thông tin quý giá từ Snowden.
Theo lập luận từ phía Mỹ, đó là lý do vì sao tại một cuộc họp với các tổ chức nhân quyền vào cuối tuần trước, Snowden đã bày tỏ nguyện vọng muốn được tị nạn tại Nga. Phóng viên Glenn Greenwald của tờ Guardian Anh đã tiết lộ với nhật báo La Nación của Argentina hồi cuối tuần qua rằng Snowden là người hơn bất kỳ ai khác trong lịch sử nước Mỹ có đủ thông tin để có thể gây thêm tổn hại cho chính phủ Mỹ chỉ trong vỏn vẹn một phút đồng hồ. Nhưng đó không phải là mục tiêu của anh ấy. Và hẳn cũng giống như hàng loạt đối thủ của Mỹ trên chính trường quốc tế, người Nga cũng mong muốn được biết điều gì là cơn ác mộng đối với siêu cường này. Bởi đơn giản ai cũng hiểu những lợi thế trong việc nắm được điểm yếu của người khác. Các chuyên gia phân tích chính trị đều cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sử dụng con bài Snowden trong cuộc chơi chống Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, đây là hành động được đánh giá là mang hơi hướng một cuộc chiến tranh lạnh. Trong khi đó, để được tị nạn chính trị tạm thời tại Nga, Snowden phải thỏa mãn yêu cầu đặt ra của Tổng thống Putin là không xâm hại đến lợi ích nước Mỹ. Yêu cầu này của ông Putin được giới bình luận chính trị đánh giá là vô cùng khôn ngoan và sẽ giúp cho người Nga đạt được những thương lượng mong muốn mà lại không làm mất lòng ai. Theo các chính trị gia đến từ Mỹ và phương Tây, khuynh hướng chủ đạo của sách lược ngoại giao Nga là làm cho Mỹ bị mất lòng tin với các đối tác và đồng minh. Bởi thế, cho đến nay, dù người ta vẫn chưa rõ động cơ hành động chống lại nước Mỹ của Snowden, nhưng có thể phần nào hiểu được vì sao Snowden lại chọn Nga để dừng chân sau khi đã trôi nổi tại Hồng Kông. Sau khi Snowden có cuộc trao đổi với các đại diện NGO của Nga, áp lực từ phía Mỹ đã dâng cao. Tổng thống Mỹ đã gọi điện cho Tổng thống Nga và theo tin từ Nhà Trắng, Mỹ cáo buộc Nga dùng Snowden làm công cụ tuyên truyền và như một món hàng trao đổi. Theo một chuyên gia tình báo Nga, Nga sẽ khai thác vụ Snowden để thay đổi luật lệ Internet và tình báo Nga sẽ dễ dàng thâm nhập hơn vào đời sống tư nhân. Phải mất 3 tháng nữa, Snowden mới biết chính xác mình có được tị nạn tại Nga hay không. Mặc dù chưa rõ Nga có chấp nhận đơn tị nạn của Snowden hay không, song theo nhiều nhà phân tích, con đường an toàn nhất cho cựu nhân viên CIA lúc này là ở lại Nga trước khi tìm ra cách để đến thiên đường mới khác. Vụ việc này chắc chắn sẽ đào sâu thêm khoảng cách giữa hai siêu cường của thế giới, bên cạnh một loạt các bất đồng khác trong thời gian gần đây như thách thức giải quyết cuộc khủng hoảng Syria hay tình hình hạt nhân Iran. Và những sóng gió mới lại nổi lên trên con đường tái khởi động mối quan hệ với Nga của chính quyền Tổng thống Obama. Phần tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây hôm nay là câu chuyện về những bất ổn và sức ép đối với nền kinh tế lớn thứ tư trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Những ngày gần đây, chính trường Tây Ban Nha lại được một phen nổi sóng khi tờ nhật báo El Mundo của nước này tiết lộ thêm thông tin liên quan đến cáo buộc tham nhũng từng gây chấn động của Thủ tướng Mariano Rajoy. Nhà lãnh đạo 58 tuổi của xứ Bò Tót bị cáo buộc từng nhận khoản tiền từ quỹ đen khi còn là bộ trưởng trong chính phủ tiền nhiệm. Lên nắm quyền vào cuối tháng 12 năm 2011, giữa lúc nền kinh tế suy giảm nghiêm trọng do gánh nặng nợ công hoành hành, Thủ tướng Rajoy liên tục phải đối mặt với khó khăn khi làn sóng biểu tình phản đối chính sách chi tiêu khắc khổ nổi lên khắp nơi. Vụ bê bối tiền hoa hồng mới nhất tiếp tục là một thử thách nữa cho Thủ tướng Rajoy trên con đường chính trị của mình. Theo đó, Thủ tướng Mariano Rajoy được cho là đã nhận những khoản tiền lên tới 50.000 đô la Mỹ từ các quỹ đen vào năm 1998 khi là bộ trưởng trong chính phủ tiền nhiệm của cựu Thủ tướng José María Aznar. Bên cạnh El Mundo, một loạt tờ báo khác cũng cáo buộc Thủ tướng Rajoy và một số chính trị gia cao cấp nhận những khoản tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, sự việc đã làm nóng dư luận Tây Ban Nha, quốc gia đang trong tình trạng thắt lưng buộc bụng gay gắt và tập trung mọi sự chỉ trích về Đảng Nhân dân, PP cầm quyền. Với những gì báo chí nước này đưa ra, PP đã có rất nhiều hoạt động tài chính bất minh. Bản thân PP cũng khó có lời biện hộ thuyết phục sau vụ cựu thủ quỹ của Đảng, ông Luis Bacenas, bị giam giữ do những cáo buộc liên quan đến hoạt động tài chính phi pháp của Đảng này. Thủ tướng Rajoy càng khó giải thích hơn khi trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 3 năm 2013, ông bị ghi nhận đã nhiều lần gửi tin nhắn điện thoại cho Luis Bacenas. Dư luận đặt câu hỏi rằng nếu không có gì khuất tất, lý do nào khiến người đứng đầu chính phủ Tây Ban Nha phải động viên tinh thần và yêu cầu Luis Bacenas kiên nhẫn chờ đợi. Phải nói thêm về nhân vật quyền năng và tài tiếng này của PP. Ngoài những cáo buộc trốn thuế và rửa tiền, Luis Bacenas còn bị cảnh sát Tây Ban Nha điều tra sau khi phát hiện ông này có khoảng 69,9 triệu đô la Mỹ trong các tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước khi bị bắt, Luis Bacenas thừa nhận PP đã tham gia các hoạt động tài chính bất hợp pháp trong vòng 20 năm. Đây không phải là lần đầu tiên những thông tin về việc vị thủ tướng đương nhiệm của Tây Ban Nha có dính líu đến các khoản tài chính bất minh.
Cuối tháng 1 năm 2013, Nhật báo NPS đưa tên Thủ tướng Rajoy vào danh sách những nhân vật bị nghi ngờ có những khoản thu nhập bổ sung nhưng lại không khai thuế trong nhiều năm. Một ngân khoản có giá trị gấp gần 5 lần số tiền mà El Mundo vừa tiết lộ đã được tờ báo này đưa ra để chứng minh hành động tham nhũng của ông Rajoy. Chưa đầy 24 giờ sau khi những thông tin gây chấn động được đăng tải, ngày 15 tháng 7, Đảng Xã hội, Đảng đối lập chính ở Tây Ban Nha đã kêu gọi Thủ tướng Rajoy từ chức. Tuy nhiên, Thủ tướng Mariano Rajoy đã khẳng định ông sẽ tiếp tục bác bỏ lời kêu gọi từ chức, đồng thời nhấn mạnh việc đảng của ông chiếm đa số trong Quốc hội là một sự đảm bảo cho tình hình chính trị ổn định ở Tây Ban Nha. Sự bất ổn chính trường xảy ra vào đúng thời điểm Madrid đang gồng mình để đối phó với nhiều sức ép của dư luận trong nước do những chính sách thắt lưng buộc bụng gây ra. Ngày 15 tháng 7, lãnh đạo Đảng Xã hội, Đảng đối lập chính ở Tây Ban Nha, ông Alfredo Pérez Rubalcaba kêu gọi Thủ tướng Rajoy lập tức từ chức căn cứ vào tình hình chính trị bất ổn ở nước này, đồng thời tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với PP. Theo họ, hành vi của ông Rajoy có thể được coi là đặc biệt nghiêm trọng. Thế nhưng, cùng ngày, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã từ chối từ chức. Tài sản lớn nhất của đất nước này chính là sự ổn định chính trị. Tôi sẽ bảo vệ sự ổn định chính trị và sẽ hoàn thành sự ủy thác mà người dân Tây Ban Nha đã trao cho mình. Những gì mà tôi đảm bảo với nhân dân là một chính phủ ổn định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình. Ngoài ra, ông Rajoy nói sẽ không cho phép các vụ bê bối gây cản trở kế hoạch cải cách của ông. Kế hoạch này nhằm đẩy lùi tình trạng suy thoái kinh tế sâu và loại bỏ thâm hụt ngân sách khổng lồ của Tây Ban Nha. Theo đánh giá của giới phân tích, vụ bê bối này có nguy cơ khiến toàn bộ nền chính trị Tây Ban Nha thay đổi. Dư luận quần chúng tỏ ra phẫn nộ trước những hành động của ông Rajoy, trong khi Tây Ban Nha vẫn đang phải áp dụng những biện pháp thắt lưng buộc bụng nhằm từng bước thoát khỏi tình trạng nợ công. Các nhà cầm quyền phải đưa ra những lời giải thích hợp lý. Hiện hơn 6 triệu người thất nghiệp. Tình hình chảy máu chất xám đang ngày càng diễn ra nghiêm trọng khi hàng nghìn người tốt nghiệp đại học phải di cư sang quốc gia khác để tìm kiếm việc làm. Nói chung, chúng tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Chúng tôi đang bị cai trị bởi một chính phủ hoạt động quá quyền hạn của mình. Chúng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa khi hệ thống tham nhũng ngày càng lũng đoạn nền kinh tế xã hội. Giải pháp không nằm trong chính phủ, không đơn giản là sự từ chức của các đảng cầm quyền. Những gì chúng tôi cần là một chế độ dân chủ căn bản, có sự tham gia của người dân và hoạt động theo chiều ngang. Thông tin này đã gây chấn động Đảng Nhân dân cầm quyền trong bối cảnh Tây Ban Nha đang đứng trước những khó khăn lớn do chính sách thắt lưng buộc bụng, kinh tế suy thoái sâu và tỷ lệ thất nghiệp tăng kỷ lục. Đến nay, Tây Ban Nha đã sử dụng 41,3 tỷ euro từ khoản cho vay cứu trợ trị giá 100 tỷ euro để vực dậy các ngân hàng đang điêu đứng trong nợ xấu. Mặc dù tính thanh khoản của các ngân hàng Tây Ban Nha đã được cải thiện nhờ bảng quyết toán đã được điều chỉnh, nhưng tình trạng các doanh nghiệp nợ nần chồng chất và thị trường bất động sản trượt dốc tiếp tục tác động tới hoạt động cho vay, ảnh hưởng đến chất lượng tài sản của ngành ngân hàng Tây Ban Nha. Đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng như cam kết với các chủ nợ quốc tế, chính phủ của Thủ tướng Rajoy quyết tâm thực hiện mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách từ mức 7% GDP của năm ngoái xuống còn 6,3% trong năm nay và giảm tiếp xuống 5,5% trong năm 2014. Với mục tiêu tiết kiệm khoảng 377 triệu euro từ ngân sách nhà nước, chính phủ Tây Ban Nha dự kiến tiếp tục sa thải nhân viên khu vực công và chỉnh đốn bộ máy hành chính. Quyết định này cũng đồng nghĩa với việc đẩy tỷ lệ thất nghiệp ngày một gia tăng và gánh nặng an sinh xã hội ngày càng đè nặng lên chính quyền Madrid. Chỉ tính riêng vào năm 2012, đã có hơn 100.000 công chức nước này rơi vào tình cảnh mất việc. Nhưng chưa hết, theo dự đoán mới đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế lớn thứ tư khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu sẽ tăng lên 28% so với mức khoảng 27% hiện nay, khiến 6,2 triệu người không có việc làm. Những tình tiết mới nhất của vụ tai tiếng tham nhũng gây chấn động Tây Ban Nha này đã làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của Thủ tướng Rajoy. Sự quay lưng của các cử tri cũng như các chính trị gia khiến nhiều chuyên gia nhận định sự sụp đổ của chính phủ đương nhiệm Tây Ban Nha chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu kịch bản này xảy ra, khủng hoảng chính trị và việc hình thành chính phủ mới sẽ tạo ra độ trễ nhất định trong việc thực thi các chính sách cải cách kinh tế. Và hậu quả tất yếu là xứ sở bỏ tót sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng suy thoái kéo dài. Đến đây, Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình lần sau.